Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Ngựa già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Tự do mới là hạnh phúc chân chính. Phóng sanh, cảm ngộ sự trói buộc của lễ giáo phong kiến. Thúy Nhi, ngươi hãy nhìn xem trong vườn tràn đầy sắc xuân, đây là lúc thưởng hoa tốt nhất. Thúy Nhi, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Cảnh đẹp như thế này, sao ngươi lại không vui? Thúy Nhi, nếu ngươi cứ lương như vậy, ta quyết không làm bạn với ngươi nữa. Được rồi. Tới đây, cùng ta ra vườn thưởng hoa, Thúy Nhi. Tới đây, Thúy Nhi. Vì sao ngươi vẫn như vậy? Sao ngươi lại có viên đá này, Thúy Nhi? Đá lấy ở đâu ra vậy? Ngươi ngậm viên đá để làm gì? Mau đưa viên đá cho ta. Con vọt bé nhỏ này, mi càng ngày không biết sợ. Mỗi ngày cho ngươi ăn đồ ngon thật là uổng phí. Vì sao chỉ vì một viên đá mà Thúy Nhi lại trở mặt với mình? Thank you.
hoa đào nhảy múa ngoài sông cửa. Chim khách khẽ hát trên ngọn cây. Gió xuân đâu hiểu ý xuân nồng. Khuê lầu khóa cửa bóng gia nhân. Thật ngưỡng mộ chim trên trời còn có đôi bạn. Nhưng cha mẹ mình lại không cho mình bước ra khỏi phòng nửa bước. Thúy Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Bắt chước. Thúy Nhi luôn lấy viên đá làm chứng của nó. Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu ra vì sao mà ngươi vô vị như vậy. Thì ra giữa ta và ngươi đều là một số mệnh như nhau. Lại đây. Thúy Nhi, bay đi. Hãy đi tìm hạnh phúc của ngươi đi. Ha ha ha!